power to break the chain of darkness, lies, oppressions, which is the communist regime. Còn chúng con xin chân thành cảm tạ các vị trong hội đồng chúng tôi đã dâng lời cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho linh hồn của các vị. Và kính thưa quý vị, để thay đổi không khí chương trình một chút xíu, tôi xin lỗi quý vị thưởng thức tiết mục của võ đường Quốc Lâm Taekwondo Houston sẽ gửi đến quý vị một màn múa cờ lên. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho võ đường Quốc Lâm. Organizations from within the Vietnamese community. We already saw the Honorable Silver Turner, Mayor of City of Houston, and U.S. Congressman Al Green representing the 9th Congressional District of Houston, Texas. Chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ Lê Minh Đức, Dr. Steve Lee, City Council Member of District F. And along with Dr. Lee, Mr. Huỳnh Quốc Văn, Chief of Staff for Councilman Dr. Steve Lee office. I would like to recognize Ms. Lily Trung, Board Trustee of the A-Leaf Unified School District. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Lily Trung là Ủy viên Ban Quản trị khu học chánh A-Leaf. We are very honored to have with us trọng giới thiệu cô Đỗ Hồng Yến mà cũng là người MC đứng kế bên chúng tôi, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, anh Trương Minh Tính, Tổng Thư ký, anh Nguyễn Giang, Tổng Thủ quỹ, anh Trần Quốc Bảo, Ủy viên, cô Jolie Phan, Ủy viên, anh Winston Nguyễn, Ủy viên. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu thành phần trong Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, ông Lưu Quý Tùng, Chủ tịch. Ông Đông Y Sĩ Nguyễn Đình Nhất, Phó Chủ tịch Nội vụ. Ông Trịnh Du, Tổng Thư ký. Ông Mạnh Xuân Thái, Ủy viên. Ông Đỗ Tĩnh, Ủy viên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Hội đồng Cố vấn ông Văn Đình và người đứng kế bên tôi, bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, cũng là MC của chương trình. Ladies and gentlemen, I would like to introduce Mr. Syed Shahid Ali, Muslim Consulate of USA, also Precinct Chair of the Republican Party. Vì quan khách có mặt ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các cụ chủ tịch hội đồng đại diện cộng đồng.
mà Nguyễn Kim. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện các đảng phái quốc gia, ông Lê Phát Minh, cựu chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam, bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, chủ tịch tổ chức Phục Hưng Việt Nam, tổng thư ký Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Trí, chủ tịch hội đồng điều hành Liên minh Dân chủ Việt Nam, ông Đinh Nam Trảng đại diện cho Việt Nam Quốc dân đảng và ông Đặng Quốc Việt đại diện cho Việt Nam Canh tân cách mạng đảng. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện các hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Trang Sĩ Tấn. We'd like to introduce Lieutenant General Trang Sĩ Tấn. Đại tá Trương Như Phùng, Chủ tịch Tổng hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Hội trưởng Hội Không quân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đỗ Hữu Huân, Hội trưởng Hội Hải quân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Hữu Vượng, Hội trưởng Hội Biệt động quân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Châu, Hội trưởng Gia đình Mũ Đỏ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Sắc, Hội trưởng Hội Cựu Thiếu sinh quân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Sanh, Hội trưởng Hội Pháo binh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Hồng Sĩ, Hội trưởng Hội Quân cảnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thực, Hội trưởng Hội Cựu tù nhân chính trị Houston. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Đạt, Hội trưởng Câu lạc bộ lính. Và sau cùng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Nhân Khang, Hội trưởng Câu lạc bộ Hoa Biển. Kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa Hội đồng Liên Tôn, kính thưa các thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông và báo chí và toàn thể quý đồng hương, chúng tôi là Trương Minh Tính, thay mặt ban tổ chức trân trọng chào đón toàn thể quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày đen tối cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngày mà 42 năm về trước, chúng ta bỏ nước ra đi, bỏ lại người thân, bỏ lại sau lưng những gì yêu thương nhất của cuộc sống để lưu lạc đến xứ người. Cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi nào, cho dù đã 42 năm trôi qua, lòng chúng ta vẫn tiếc thương về một miền Nam tự do, nồng ngấm tình người. Và mỗi lần nhắc đến 30 tháng 4, lòng của mọi người chúng ta như một mũi kim châm quặn thắt, nhớ về những năm tháng đau thương của dân tộc. 42 năm, một dấu mốc chưa hẳn đã dài, nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn để những khổ đau kia tan biến đi. Hôm nay chúng ta tập hợp về đây tổ chức ngày quốc hận 30 tháng 4, chia sẻ nỗi mất mát, cùng nhau nhớ về hàng trăm triệu đồng bào đang sống trong cảnh lầm than, nơi mà biển đã chết, rừng cũng đã mất, và cùng nhớ về hàng ngàn những nhà tranh đấu tự do đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Quê hương Việt Nam chúng ta trân trọng kính chào. Chúng tôi xin được ít phút chia sẻ với những người quan khách Mỹ ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, on behalf of organizing committee
and a board of directors of the Vietnamese community of Houston, I would like to welcome all of our distinguished guests to this special commemorative event. I extend my utmost sincere appreciation to everyone who participated in this Fall of Saigon ceremony today. 42 years ago, several millions Vietnamese abandoned our homeland, Vietnam, left our loved one behind, ran away from communist regime, risked our life for find the freedom. Sadly, only half of us make it. Fortunately, we find the free country, the United States of America. We would like to thank America, thank American people for your open arm and your hospitality. You are so gentle. You are so kind. You have helped a very distraught people during in the war. We are proud to be called Vietnamese American. We will do our part to help America great again. War and lay down their life to stop the flow of communism from the spread around the world like a wildfire. We also take the opportunity to Vietnamese generation of atrocity that we caught by communists for past four decades. And that's the reason why the parents and the grandparents don't live in Vietnam but live in other countries. We would like to thank Honor Sylvester Turner, Mayor of City of Houston, all of the council members, Mr. Mike Knock, Dr. Steve Lee, Chairman of Harris County Republican Party, Mr. Paul Simpson, Mr. Mike Gibson, and taking time out your busy schedule to attend this event. South Vietnam and forever, we are indebted to your service. We also do thanks to all the representatives from our organization in Houston, volunteers, sponsors, and the group of that participated on the flag parade. And those who helped the board directors to accomplish and put together for the program. Phục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu một ủy viên rất trẻ tuổi của Hội đồng đại diện cộng đồng là cô Ly Phan. Và cùng kính thưa quý vị hội đồng liên tôn, kính thưa quý vị dân cử, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn. Tháng 4 năm 1975 đánh dấu một sự kiện đen tối nhất trong lịch sử cổ kim của dân tộc Việt. Miền Nam Việt Nam đang từ một quốc gia trù phú với một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh tiến bộ, một nền giáo dục khai phóng dựa trên nhân bản và dân tộc bị thay đổi một cách toàn diện sau khi bánh xe thiết giáp của cộng quân nghiền nát đường phố Sài Gòn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến đất nước Việt Nam thành một nhà tù khổng lồ, giam lỏng hơn 90 triệu người dân trong nước. Vì vậy, không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác hơn là hai chữ quốc hận cho ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác đối với người dân cùng máu mủ với họ. Tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trắng trợn Hiệp ước Paris 1973, xu quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, bức tử nền đệ nhị Cộng Nam Cộng Hòa vào các trại tù cải tạo. Nơi đây họ chịu cảnh tra tấn, hành hạ nhục nhã vì bỏ đói và cưỡng bức lao động. Hàng trăm ngàn người vợ tay yếu chân mềm phải tảo tần đi thăm nuôi chồng cực khổ, biết bao gia đình chịu cảnh ly tan không ngày đoàn tụ. Sau năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thi hành chính sách đánh tư bản ngoại sản. Không biết bao nhiêu gia đình bị mất đi tất cả của cải do mồ hôi. Error, the most oppressive government ever in the history of Vietnam. Once the country was unified, instead of trying to make peace between North and South, the newly ruling communist government immediately began a process of revenge against the South Vietnamese veterans.
hundreds of thousands of South Vietnamese soldiers were sent to re-education camps for hard labor and to be brainwashed. Thousands were imprisoned for 50 to 20 years, and many did not survive to reunite with their families. Since 1975, over 2 million Vietnamese refugees have fled the country in search of freedom. Over 1 million have settled here in the United States, and about 150,000 proudly call Houston home. It's been taken away or strictly curtailed. Over the last 10 years, the government has been stealing from the people, the homes, the land, under the guise of government official business. Millions of families have been forced to sell their properties to the government way below market value. If they don't sell, the property is bulldozed and removed away by force. Once taken, the land would be converted into tourist attractions, hotels, or sold to... We also pay tribute to the millions of people who died searching for freedom. Out of this great tragedy, we are thankful for the peace, safety, and wonderful opportunities that America has given us. Not only has she given us a new home, but has allowed us to become a fabric of her people. I'm personally thankful that I've been given the opportunity to serve our great nation as a naval officer and as a our community as a city councilman. Our message today is clear. April 30th will be our resolve to support the people of Vietnam in their quest for freedom and democracy. God bless you. God the people. God bless the people of Vietnam, and God bless you. Cùng với cộng đồng của chúng ta và luôn luôn chung vai sát cánh với anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng. Nghị viên Lê Minh Đức, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Dr. Steve Lee. Ladies and gentlemen, please help me welcome the following remarks from Dr. Steve Lee, Council Member of District F. Cảm ơn nhà sĩ Trương Văn Cương. Kính thưa các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cùng Hội đồng Liên Tôn. Kính thưa Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston. Kính thưa tất cả quý vị dân cử. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý anh chị và các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta tưởng niệm lần thứ 42 ngày Quốc hận 30 tháng 4. Chúng ta không tránh khỏi tâm trạng đau buồn. Nhưng chúng ta hội tụ tại Hồng Kông Mall này không phải để gặm nhấm nỗi đau của vết thương vốn dĩ không thể lành, mà chúng ta cùng học kỹ sư bây giờ làm ăn không được, bây giờ kiếm nếu Thank you.